lượng lợn tồn trong dân khá nhiều đấy. Nhưng mà bán hôm qua thì bán bây giờ thương lái người ta bắt, người ta cho lên xe, người ta chưa nói giá. Cứ bắt đi mà chưa nói giá là bao nhiêu một cân, là bình quân là 109 cân một con. Mới vừa mới trở đi xong thì nó cũng chưa nói giá. Chỉ biết bán lên thôi chứ còn chưa biết là thằng thương lái người ta giả bao nhiêu, bởi vì chỗ đấy là chỗ quen biết thì nó cũng không biết là người ta giả bao nhiêu. Miễn người ta mua cho là lên xe đi là tốt rồi. Mong muốn là hòa thôi cũng được, chứ không mong nãi, cốt sao hòa. Như vừa rồi chúng tôi tính ra là ăn như thế là lỗ vào 2 triệu một con. Vâng, lợn bẩn là lý do là chúng tôi chán chăn nuôi, gọi mãi thương lái không đến bắt, rồi là cắt cổ phần ăn bớt đi thì nó ỉa đái, nó quấy, dọn mãi nó cũng chán. Nói chung là báo cáo các anh, con vật nuôi mà để nó như thế này là chúng tôi cũng rất xót xa mà cũng thương. Vì lý do cám đắt lợn rẻ thì chúng tôi cũng cho ăn ít đi thì nó đói, nó sinh ra quấy, nó bẩn. Chúng tôi cũng rất là xót xa để nuôi cho con nhân sao vật vậy, nuôi con lợn mà để đói để bẩn, chúng tôi cũng rất là sốt ruột. Nhưng vì nuôi là nó quá thua lỗ thì cũng nếu không xuất được sang Trung Quốc thì cũng đành phải nghỉ chăn nuôi. Bây giờ nó cũng chán bởi vì lợn nó quá rẻ, thuốc thì đắt, cám thì đắt, nên chúng tôi thì bây giờ chữa con lợn thì lại mất hàng bao tiền nên chúng tôi cũng bỏ, chứ chả tiêm cái gì cả. Trước kia thì còn chăm nó, bây giờ nó rẻ này là ngày, thậm chí là ăn trước kia là 3 bữa, bây giờ chỉ cho ăn bữa mới đổ nước và cho cầm chừng đi, chứ không có sức đâu để mà cho ăn nữa. Vì nó lỗ nhiều quá, vừa rồi nhưng lỗ 2 triệu một con thì chúng tôi không còn gì để mà nuôi nữa. Các đại lý cám người ta không có tiền để người ta đầu tư vào nữa. Coi bây giờ là bỏ đây thì thôi, con nào sống thì nuôi mà con nào chết thì chúng tôi vứt đi thôi, chứ còn bây giờ không còn sức đâu để mà tiêm vaccine rồi thuốc men phòng bệnh cho nó được nữa. Bởi vì tiền mua cám còn không có đấy, đâu ra mà tiền thuốc nữa. Cái đấy đúng rồi, cái đấy là cái dịch bệnh lợn giờ thực ra là nó là xuất phát thường xuyên. Thế nhưng mà từ cái lúc mà giá cả xuống này thì người chăn nuôi người ta cũng sẽ không nghĩ nữa. Vì thực ra nó chán rồi, bây giờ ra nhìn con lợn là người ta cũng, ngày xưa mà nó có lãi thì có một ngày ra tắm rồi chăm sóc lợn rất là nhiều thời gian, nhưng bây giờ lợn nó xuống giá này là kể cả chỗ ăn đã giảm rồi, không mấy khi ra là nhòm nữa, từ đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái dịch bệnh. Vâng, con lợn này nặng trên một tạ mà nó ăn khỏe, bây giờ ăn nó nhu cầu ăn nhiều mà chúng tôi không đủ cám cho ăn, đâm là nó không lớn nữa, mà lại hai là nó quấy, nó bẩn. Con lợn là nó quá nứa rồi, cho ăn thì nó phá mỡ, nó không lớn, mà không cho ăn thì nó đói, nó nảy nội, nó bẩn như này, mà cho ăn thì nó không lớn, nó phá mỡ rồi là người ta lại không bắt. Thế tôi giảm khẩu phần ăn đi thì nó quấy, nó sinh ra bẩn, chứ cũng rất là chán trường vì nó rẻ. Lo nhất là bây giờ là bà con mà cứ cái giá này là bà con phải bỏ chuồng trống. Cái thứ hai nữa là rồi không có tiền để mà giả ngân hàng, chúng tôi đang không biết phải trả kiểu gì để mà cứ đến quý đến tháng là phải giả người ta rồi. Đấy, cho nên là bây giờ thì lợn thì rẻ thế này, chúng tôi không có cái cách gì để mà lấy cái tiền để giả ngân hàng được. Thực ra thì trong cái vay chăn nuôi trong thôn ấy, thực ra bây giờ trong cái vùng chăn nuôi của thôn đây, ở xã đây rất là nhiều, vay chủ yếu là vay chăn nuôi chính. Bây giờ thực ra cái khó khăn bây giờ thì thực ra bây giờ là một, bây giờ là vay được thì là không có cái lợi, có cái lợi cái nãi để mà trả cho ngân hàng. Đấy, thực ra bây giờ cái việc mà ngân hàng mà tiếp tục mà đầu tư cho người chăn nuôi thì cũng lại là khó khăn nữa. Đấy, nếu cho vay về sinh hoạt thì người ta đầu tư tiếp. Bây giờ cái việc bây giờ giữa ngân hàng và giữa người chăn nuôi ấy, thì người chăn nuôi bây giờ lại không có số tiền để mà trả. Đấy, vì thực ra giờ cái lợ là của những cái hộ chăn nuôi là rất là nhiều rồi. Đấy, mà giờ vay chủ yếu là phục vụ chăn nuôi thôi, bây giờ mà cứ mà nếu mà giá lợn mà không lên ấy, thì không có lãi này nữa thì ít nữa thì tình hạng là trước hết là cái người chăn nuôi là thiệt trước, và sau đó cũng ảnh hưởng đến trực tiếp là ngân hàng cho vay. Cái đà này thì thôi, cuối cùng thì cũng phải chịu, thì đi vay bà con rồi là làm thuê làm mướn lấy tiền về mà giả lợn đi, chứ còn chăn nuôi thì đến bây giờ là chịu rồi. Bây giờ nó còn ít trong chuồng này thôi cố thôi, chứ còn nếu mà cứ cái đà này chúng tôi chịu. Cái này chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cái việc mà về thu lợi thu gốc. Đấy, còn sau này nếu mà có chính sách của nhà nước để cho giãn nợ hay là đảo lợ hay kiểu gì đó thì cái việc này là của nhà nước thôi. Còn việc ngân hàng cho vay thì đến thời kỳ người ta đến người ta đốc là phải trả cái đó rồi. Đấy, không trả cái này thì trả cái khác, bây giờ người ta lắm cái sổ đỏ rồi. Còn là lúc người ta cho vay ông chăn nuôi nợ là lúc có khả thi. Đấy, nó có tính chất khả thi, bây giờ nó xuống này rồi, nó xuống thời gian nó lại rất là dài rồi. 6-7 tháng nó xuống rồi. Cái đà này thì thôi, cuối cùng thì cũng phải chịu, thì đi vay bà con rồi là làm thuê làm mướn lấy tiền về mà giả lợ đi, chứ còn chăn nuôi thì đến bây giờ là chịu rồi. Hiện tại bây giờ là ở chỗ xã tôi là có quỹ tín dụng nhân dân, đấy là trực tiếp cho vay cái việc phát triển chăn nuôi, phát triển kinh tế trong xã.
Thế nhưng mà thực ra cho vay lớn nhất là vẫn là cái vay chăn nuôi. Trong xã thì chăn nuôi cũng rất là lớn. Thì đến nay thực ra là những cái nợ gốc mà đến hạn bây giờ thì cũng rất là nhiều rồi. Đấy, hai nữa là cái lãi mà theo quy định là thu đến nay thì cũng rất là chậm, không thu được. Nguyên nhân thì do là cái giá cả lợn nó quá xuống mà lợn người ta không có cái lãi nữa để mà người ta trả. Lo nhất là bây giờ là bà con mà cái giá này là bà con phải bỏ chuồng trống. Cái thứ hai nữa là rồi không có tiền để mà trả ngân hàng. Chúng tôi đang không biết sai sở kiểu gì để mà cứ đến quý đến tháng là phải trả người ta rồi. Đấy, cho nên là bây giờ thì lợn thì rẻ thế này. Chúng tôi không có cái cách gì để mà lấy cái tiền để trả ngân hàng được. Cái này thì thực ra thì bây giờ thì cái trả lãi hàng tháng chắc chắn là những người vay là không có tiền là trả lãi sẽ chậm rồi. Đấy, là cũng chậm rồi, chứ còn thì cứ kéo dài này nữa chắc chắn là cái việc mà nợ của các ngân hàng là sẽ ảnh hưởng đến thôi. Vì nó nỗ nhiều quá vừa rồi, nhưng nỗ 2 triệu một con thì chúng tôi không còn gì để mà nuôi nữa, mà các đại lý cám người ta cũng không có tiền để người ta đầu tư vào nữa. Cái này bây giờ được kiến nghị thì cái này cái việc mà bây giờ chỉ kiến nghị bây giờ nhà nước làm sao vào cuộc để mà làm sao mà cho tăng được cái giá lợn thôi, chứ còn để về cái việc bây giờ ngân hàng cho vay thì ngân hàng là phải đã cho vay theo hợp đồng rồi, đến kỳ hạn thì trả ra rồi, nếu không trả thì bằng cái biện pháp gì đó thì ngân hàng nhà nước đã có chính sách để thu lợn. Đây là lợn thì to mà cám thì đắt, bán thì khó, đâm chăn nuôi cho nhiều nỗ ít, thế chúng tôi chỉ dám cho ít thôi, cho nhiều thì nỗ mà lợn nó quá nứa nó không lớn. Đấy, cho ăn thì bao nhiêu thì nó bấy nhiêu, vì là nó đấy nó không lớn, mà bán thì lại rẻ. Mà nói chung là rẻ cũng lại khó bán chứ không phải rẻ không. Đấy, gà nó quây này, nó vây hết xung quanh tôi này. Lý do là thức ăn cao, trứng rẻ, là mình bớt thức ăn của nó. Nếu mà cho ăn nhiều thì lỗ, đông gà nó đói, nó quây xung quanh này. Thương nó quá cơ mà không làm thế nào được. Nếu mà cho nó ăn thừa thì nó mình phải bán đất đi để bù. Bán đất bán cát đi để bù, hiện nay là đang lỗ mạnh. Nói chung là những người chăn nuôi gà chúng tôi nói riêng là đến giai đoạn từ đầu năm đến bây giờ là quá bị đát rồi. Đấy, như tôi nuôi 2.000 gà này là mỗi một tháng đầu từ đầu năm đến giờ tôi bù lỗ gần 30 triệu rồi. Còn những hộ mà nuôi từ 5.000 đến 1 vạn thì người ta bù lỗ nhiều quá. Đấy, thì nói rất thật là lỗ quá lỗ, càng nuôi càng lỗ. Và với thức ăn chăn nuôi như này chúng tôi phải giảm khẩu phần ăn của một đầu con gà. Thường thường là chúng tôi cho ăn lạng 1, lạng 2. Hiện tại chúng tôi cho ăn có lạng mới lại chưa đầy lạng 1. Thì là con gà nó đói đấy, nó vây quanh hết đây. Đấy, chắc chắn rồi, bởi vì con gà nó có ăn thì nó mới đẻ được. Mình nó đang ăn 1 lạng 2 mà mình giảm xuống 1 lạng thì chắc chắn nó sẽ giảm lượng trứng đi. Mà đổ càng đổ ăn thì càng lỗ. Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 thì tình hình chăn nuôi của bà con nông dân của xã Văn Tiến nói riêng và cũng như bà con nhân dân của trên địa bàn huyện Yên Lạc và trên cả nước nói chung là tình hình chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Thì những năm trước là đối với con trâu, con lợn thì đầu năm nay thì đối với con gà thì gặp rất nhiều khó khăn. Giá nhập nguyên vật liệu, cám thức ăn cho gà thì cao và giá đầu ra của gà thì thấp. Thì đối với tình hình thực tiễn khó khăn như vậy thì cấp cơ sở chúng tôi đề xuất với các ban ngành đoàn thể cấp trung ương có liên quan thì có những cái chính sách tổng thể để hỗ trợ bà con nông dân trong sản xuất chăn nuôi cũng như là nông sản. Thì cụ thể là đối với chăn nuôi thì đề nghị là các cấp ban ngành có chính sách về đối với những hộ gia đình phải vay ngân hàng để chăn nuôi thì đề nghị các cấp ban ngành cũng như các quỹ tín dụng ngân hàng chính sách xã hội của các cấp là tạo điều kiện giãn nợ cho bà con, đồng thời là cái lãi suất thì giảm cho bà con nhân dân. Đối với thức ăn chăn nuôi thì cũng đề nghị là các cấp có thẩm quyền là cũng xem xét để giảm cái đầu vào cho bà con. Thì đối với đầu ra thì để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con làm ăn phát triển chăn nuôi thì cũng là đề nghị là có những cái cơ chế chính sách đối với đầu ra của nông sản để đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của bà con và đáp ứng được cái ngày công của bà con, thì cũng là đề nghị các cấp là cũng có những cơ chế chính sách nó phù hợp để tạo điều kiện cho bà con làm ăn và chăn nuôi phát triển kinh tế của hộ gia đình. Tôi cho rằng
càng ngày tôi càng thấy cái không gian chăn nuôi của Việt Nam nó hẹp dần đi. Mà tôi rất muốn chia sẻ với người chăn nuôi chúng ta phải rất là chuyên nghiệp, mà phải điều chỉnh cái quy mô đàn của chúng ta phù hợp với thị trường thôi. Chứ chúng ta cũng không nên thấy lợi chúng ta cứ đầu tư ào ào vào thì chúng ta sẽ trả một cái giá. Bởi vì bây giờ là cái chi phí đầu vào nó rất lớn. Đấy, dịch bệnh nó cũng rất là rủi ro. Đấy, thì người chăn nuôi phải xác định được, một là loại vật nuôi nào, hai là quy mô nào, ba là nuôi theo cái phương thức nào, nuôi với ai. Đấy, thì tôi rất là muốn là người chăn nuôi không được lẻ loi nữa. Ví dụ ta nuôi lợn, ta phải nuôi với công ty nào, ta xác định thị trường nào. Đấy, nuôi gia cầm cũng như vậy. Chứ còn tránh tình trạng chúng ta cứ nuôi mà không biết bán cho ai thì rõ ràng rất là chia sẻ với người chăn nuôi những cái rủi ro đó. Mà tôi nói là càng ngày càng áp lực. Một là áp lực ngay cả các công ty lớn trong nước, người ta đầu tư và cũng đã áp lực cho người chăn nuôi nhỏ lẻ rồi. Cái hai là cái thực phẩm nhập khẩu nó sẽ ngày càng gia tăng. Đấy, giá nó lại rẻ, chất lượng nó cũng sẽ cao lên đấy, chứ không phải chúng ta cứ nghĩ nó thấp đâu. Mà người tiêu dùng người ta lại quen sử dụng cái thực phẩm đông lạnh đi nữa thì cái không gian chăn nuôi càng hẹp. Thế nên tôi mới nói là chúng ta phải xác định người chăn nuôi, phải xác định quy mô, xác định loại vật nuôi, phương thức chăn nuôi, làm sao cho phù hợp và rất chuyên nghiệp. Đấy, thì chúng ta mới có thể tồn tại được. Chứ thực ra tôi không nhìn thấy một sự lạc quan nhiều.